Trước hết xin giới thiệu với quý ông bà và anh chị em, hôm nay có cha Francisco Nguyễn Đức Thành đang phục vụ ở bên Thụy Điển, nay về thăm quê hương và đến thăm người nhà ở Tân Hà này. Cộng đoàn chúng ta chào đón ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Dân Do Thái xưa kia lang thang trong sa mạc đã được Thiên Chúa nuôi sống bằng manna. Và khi nhắc đến manna thì người Do Thái rất hãnh diện, vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu thương họ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời này, chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn thử thách, bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh. Chúa cũng thường ban cho chúng ta thứ lương thực bồi dưỡng sức lực là chính mình máu thánh Ngài trong bí tích thánh thể. Xin Chúa cho chúng ta năng đến với Chúa, sốt sắng rước Ngài vào lòng để có sức tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với các nhóm lòng thương xót, nhóm chia sẻ, nhóm cải sanh, hiệp hội mến thánh giá, cầu cho các linh hồn. Cầu cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, linh hồn Giuse, Đa Minh, Phêrô, Maria, Giacôbê, Inê, Simeon, lễ dỗ 2 năm và 5 năm linh hồn Maria. Tôi thu nhận lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì với tôi xin đứng bàn. Trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Chúa
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đang được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên trị cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: Hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi 40 ngày 40 đêm mới tới Herod, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hãy nếm thử mà xem, Chúa Thiên Hậu dường bao. Hãy nếm thử mà xem, Chúa Thiên Hậu dường bao. Tôi chúng tụng Chúa
Chúa trong mọi lúc. Miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài, trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Kẻ mọn hèn lắng nghe và hãy mừng vui. Hãy đến thử mà xem Chúa thiên hậu dương bao. Hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta tán tụng danh Ngài. Tôi kêu cầu Chúa, Ngài thương đáp lại và giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Hãy đến thử mà xem Chúa thiên hạ. Chúa để được vui mừng rạng rỡ và không phải bẽ mặt hồ ngươi. Kia người nghèo khổ kêu van và Chúa đã nhậm lời, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi gian truân. Hãy đến thử mà xem Chúa thiên hậu dương bao. Thiên thần Chúa đóng trại chung quanh những người kính sợ Chúa và giải thoát họ. Hãy nếm thử mà xem Chúa thiên hậu dương bao. Phúc thay người tin cậy vào Chúa. Hãy nếm thử mà xem Chúa. Bài trích thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em chớ làm điều phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong người anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dứt lát, chửi rủa cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa như con cái rất yêu dấu của Người. Hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Và cùng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Họ nói: Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói: Ta bởi trời mà xuống? Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: Các ngươi chớ thì thầm với nhau, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Con rất hân hạnh hôm nay được cha xứ cho phép để chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt những tuần vừa qua, chúng ta đang nếm thử phúc âm của Thánh Gioan, đặc biệt nhắc đến bánh hằng sống từ trời xuống. Nguyên chương 6 của Thánh Gioan là nền tảng đức tin của chúng ta về bí tích thánh thể. Sự hiểu biết của con người thật giới hạn, nhưng Thánh Gioan diễn tả cho chúng ta bằng từ ngữ của con người để chúng ta hiểu thấu được tâm tư của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa muốn trao ban cho con người. Như chúng ta vừa nghe bài đọc đầu tiên, Thiên Chúa vì muốn thúc đẩy sứ vụ của ông Elia đã cho người ăn bánh để thêm sức mạnh. Và hôm nay Chúa Giêsu lại muốn trao bánh bởi trời cho chúng ta, để chúng ta có thể thi hành sứ vụ của mình. Chúa Giêsu không trao bánh để chúng ta ăn no rồi về, như chúng ta đã từng nghe bài đọc cách đây 2 tuần, khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho người Do Thái ăn no, thì người Do Thái theo Chúa. Chưa chắc gì người Do Thái tin Chúa đâu. Có thể vì Chúa cho họ ăn no cho nên họ theo Ngài, họ muốn tôn Ngài làm vua. Nhưng Ngài lại rút lui vào sa mạc để cầu nguyện một mình. Sứ vụ của con người chúng ta được Thiên Chúa trao ban cũng thế. Nhiều khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta dâng thánh lễ với một tâm tình chỉ là đến cho xong, đến để làm một cái việc gì đó qua đi, và chúng ta không hiểu được chiều sâu của việc dâng thánh lễ, chiều sâu của việc Chúa Giêsu trao mình và máu của Ngài mỗi lần dâng thánh lễ trên bàn thờ. Chúng ta hãy đặt lại câu hỏi cho mỗi người chúng ta: chúng ta đã làm gì với tấm bánh mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mỗi lần trên bàn thờ? Chúng ta cũng biết khi Chúa Giêsu trao bánh làm tạo nên bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly cuối cùng, chắc chắn Chúa Giêsu không đến nỗi thiếu bánh, vì Chúa Giêsu có thể làm hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu không thể thiếu bánh để mà trao cho các môn đệ từng người mỗi người một cái. Nhưng Chúa Giêsu không làm như vậy. Chúa Giêsu dùng chiếc bánh bẻ ra trao cho các môn đệ.
Ý nghĩa của việc bẻ ra đó chắc chắn nhiều người chúng ta đã nếm thử được trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu chiếc bánh không bẻ ra trao cho người khác thì chiếc bánh đó luôn mãi chỉ là cô độc, vô nghĩa. Chiếc bánh đó phải được bẻ ra và trao cho những người chung quanh. Đó là niềm tin của chúng ta sống khi thưởng thức chiếc bánh của Chúa ban trên bàn thờ. Chúng ta mang về nhà, chúng ta phải trao ban cho những người chung quanh. Nếu không nhờ các sơ mến thánh giá Đà Lạt mà trao ban cho con á, tại vì con là người xứ Phan Thiết, Thanh Hải Phan Thiết, nếu không các sơ mến thánh giá mà trao ban tấm bánh thì bữa nay con không có đứng trên bàn thờ, chắc chắn con đang đứng chỗ nào đó. Nhưng nhờ lòng quảng đại của các sơ giảng dạy trao ban lời Chúa tấm bánh, hôm nay con đứng nơi đây, cũng như rất nhiều quý ông bà và anh chị em đã thưởng thức được tấm bánh, chia sẻ cùng một tấm bánh của Chúa Giêsu trao ban. Chúng ta hãy sống với tâm tình đó, đặc biệt trong những tuần này khi Phúc Âm Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta tấm bánh từ trời xuống. Chúng ta không phải chỉ có trao ban những tấm bánh tầm thường, những miếng bánh mì, những miếng bánh canh, bánh lọc, bánh bèo, bánh xèo, bánh, mà phải chúng ta phải trao ban tấm bánh từ trời, bánh của niềm tin, bánh của tâm hồn, bánh tinh thần. Bởi vì con người chúng ta nếu chỉ có ăn no bằng thân xác, bằng thể lý, nó không bảo đảm cho cuộc sống vĩnh hằng, nó không bảo đảm cho cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vì cùng đích của cuộc sống con người không chỉ là ăn no, không chỉ là tạo nên một cơ nghiệp, mà chúng ta phải cứu lấy linh hồn của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta tụ họp dâng thánh lễ, một lần nữa Chúa Giêsu lại nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải sống với tấm bánh mà Chúa Giêsu trao ban. Chúng ta hãy sống tròn tâm tình đó để cùng kết hiệp với Chúa Giêsu, cùng hòa nhập vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa để cứu độ muôn người. Amen. Tôi tin kinh.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong niềm cảm tạ tri ân Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và mình máu Thánh Chúa cách ý thức, sống động, tích cực và hiệu quả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe và thực hiện lời mời gọi tha thiên của Hội Thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bất hòa chia rẽ tìm thấy nơi thánh lễ nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống một chén. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống cuộc đời bác ái, đó là không chua cay gắt gỏng, cùng không nóng nảy giận hờn hoặc la lôi thoa mạ, và luôn tranh mọi hành vi gian ác. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa xin cho chúng con biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng là mình và máu con Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Nhờ đó chúng con có thể vượt thắng mọi phong ba bão táp trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nào cùng về đây hiệp dâng lên Chúa, dâng lên Chúa với ly rượu nồng, cùng ly rượu cho trọn niềm cay trong. Xin Chúa từ cõi thiên đình tràn ân thiên. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa.
Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhân và dùng quyền năng biến đổi thành bi tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lời Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các tiên thần thờ lấy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Lời Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Với lời Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô,
Đức Cha Anh Tôn Giáo Mục giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Đa Minh, Phêrô, Maria, Giacôbê, Inê và Simeon mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha lời Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội chân gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa người.
trần hôm nay đêm ngày chúng ta sống như bao nhiêu người. Mau mau về với Chúa. Đời ta chỉ có một giây, xác thân chết đi rồi. Ta sống trong ân sủng Ngài thì công phải trên. Ta đây là bánh hằng sống từ trời ban xuống, ai đã ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Vì tin ta đây là bánh ta sẽ ban tặng để cho chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân bi tích nhiệm màu là mình và máu Đức Kitô, xin cho bi tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.